Nên biết, đó là hành nơi phi xứ, nói phi xứ tức là nhị thừa, chẳng phải chỗ hành xứ của Bồ Tát vậy. Mãn Từ Từ lại hỏi Xá Lợi Từ, sao gọi là Bồ Tát hành xứ? Xá Lợi Từ đáp, tác ý tương ưng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, nên biết đây là hành xứ của Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Từ, tác ý tương ưng với pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không, nên biết đây là hành xứ của Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Từ, tác ý tương ưng với chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nên biết đây là hành xứ của Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Từ, tác ý tương ưng với sự học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên biết đây là hành xứ của Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Từ, tác ý tương ưng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nên biết đây là hành xứ của Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Từ, tác ý tương ưng với sự học pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, nên biết đây là hành xứ của Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Từ, tác ý tương ưng với sự học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ lớp, mười biến xứ, nên biết đây là hành xứ của Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Từ, tác ý tương ưng với cực hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệp tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa, nên biết đây là hành xứ của Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Từ, tác ý tương ưng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên biết đây là hành xứ của Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Từ, tác ý tương ưng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, nên biết đây là hành xứ của Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Từ, tác ý tương ưng với 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cho đến trí nhất thiết trí, nên biết đây là hành xứ của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ tu hành chắc chắn nơi hành xứ này, nên biết đây là Bồ Tát trì giới. Lại nữa, Mãn Từ Từ, nếu các Bồ Tát tuy trải qua hằng hà sa số đại kiếp ở tại gia hưởng thọ năm dục lạc thượng diệu, nhưng không phát khởi tâm hồi hướng về bậc thanh văn độc giác, nên biết các Bồ Tát này không gọi là phạm Bồ Tát giới. Vì sao? Mãn Từ Từ, vì các Bồ Tát này ý thích tăng thượng, không thối chuyển, biến hoại. Sao gọi là ý thích tăng thượng? Nghĩa là quyết định cầu trí nhất thiết trí, ví như có người đối với tài vật của người khác, thật tình không cướp đoạt, tuy bị cầm tù oan uổng trong một thời gian dài, nhưng tâm ý an lạc thường vui, không bị thối chuyển, nản lòng. Tuy ở tù chung với người xấu, nhưng không có tâm trộm cướp tài vật của người khác, nên không gọi là giặc cướp. Bồ Tát cũng vậy, tuy ở tại gia, dù trải qua hằng hà sa số đại kiếp hưởng thọ năm dục lạc thượng diệu, nhưng ý thù thắng thường không thối chuyển biến hoại, nghĩa là luôn cầu trí nhất thiết trí, chưa từng phát khởi tâm nhị thừa, cho nên không gọi là phạm Bồ Tát giới. Nếu các Bồ Tát tuy trải qua hằng hà sa số đại kiếp tu hành phạm hạnh, nhưng phát tâm hồi hướng về nhị thừa, nên biết không gọi là người trì tịnh giới. Vì sao? Mãn Từ Từ, vì người kia bỏ tịnh giới bát nhã ba la mật đa, an trụ giới thanh văn độc giác thừa. Nếu các Bồ Tát an trụ giới thanh văn độc giác thừa, thì không gọi là Bồ Tát. Vì sao? Vì các Bồ Tát này xa lìa tịnh giới ba la mật đa, tâm không cầu trí nhất thiết trí, nhất định, không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, Mãn Từ Từ, nếu các Bồ Tát khỏi tâm như vậy, ta nên tinh tấn dù trải qua bấy nhiêu kiếp trôi lăn trong vòng sinh tử, quyết định phát khỏi tâm trí nhất thiết trí. Các Bồ Tát này do khỏi tâm này nên không chứng đắc trí nhất thiết trí. Mãn Từ Từ liền hỏi cụ thọ Xá Lợi Từ, nếu tâm các Bồ Tát có phân biệt giới hạn, ta siêng năng tinh tấn, quyết định chứng đắc trí nhất thiết trí, phải trải qua bấy nhiêu kiếp
Tôi mong cầu như thế, mắc phải lỗi gì mà không chứng đắc trí nhất thiết trí? Xá Lợi Tử đáp: Các Bồ Tát này nhằm chán sanh tử, mong cầu mong chứng Bồ Đề. Do tâm mong cầu nên có phân biệt giới hạn. Do có phân biệt giới hạn nên không thành thục thiện căn thủ thắng. Do sợ sanh tử hoặc cầu quả thanh văn độc giác thừa. Chẳng phải phân biệt giới hạn mà lại làm lợi ích cho vô lượng hữu tình. Chẳng phải phân biệt giới hạn mà làm viên mãn vô lượng bố thí ba la mật đa. Chẳng phải không viên mãn vô lượng bố thí ba la mật đa mà chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu tâm các Bồ Tát có phân biệt giới hạn, giả sử có trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành bố thí ba la mật đa, nhưng cũng không viên mãn bố thí ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa của Bồ Tát không có bờ mé, cho nên trí nhất thiết trí cũng không có bờ mé. Nếu Bồ Tát không viên mãn bố thí ba la mật đa, mà chứng đắc trí nhất thiết trí thì không có điều này. Vì vậy, Bồ Tát mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nhất định không nên khởi tâm phân biệt giới hạn, mong cầu mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, Mãn Từ Từ, nếu các Bồ Tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì các Bồ Tát này quyết định không có tâm phân biệt, giới hạn tu hành bố thí, cho đến bát nhã ba la mật đa, từng giờ ở lâu trong sanh tử tu hành Bồ Tát, từng lúc việc tu bố thí, cho đến bát nhã ba la mật đa dần dần được thành thục khéo léo, có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Ví như vật bằng đất nung mới, đựng đầy nước sạch phơi giữa nắng, suốt thời gian dài, nước thấm dần, như vậy vật ấy càng thêm bền chắc. Bồ Tát cũng vậy, từng giờ ở lâu trong sanh tử, tu hạnh Bồ Tát, từng lúc, việc tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa dần dần thành thục khéo léo, có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, Mãn Từ Từ, như bình sứ mới đựng đầy bơ dầu để qua thời gian lâu, cứ vậy bơ dầu thấm dần, do đó nên bình sứ càng chắc, có thể chịu đựng được. Bồ Tát cũng vậy, từng giờ ở lâu trong sanh tử tu hạnh Bồ Tát, từng lúc dần dần gặp được nhiều vị Phật và đệ tử Phật. Tin tưởng cung kính cúng dường, từng giờ, dần dần gặp được nhiều vị Phật và đệ tử Phật, tin tưởng cung kính cúng dường, từng lúc, dần dần nhờ nhiều vị Phật và đệ tử Phật dạy dỗ trao truyền, từng giờ, dần dần được nhiều vị Phật và đệ tử Phật dạy dỗ trao truyền, từng lúc, dần dần được nghe thuyết bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, từng giờ dần dần được nghe thuyết bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, từng lúc dần dần có thể tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, từng giờ khéo tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, từng lúc dần dần lại viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, từng giờ dần dần lại viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, từng lúc dần dần được thân cận trí nhất thiết trí, từng giờ dần dần được thân cận trí nhất thiết trí. Khi ấy dần dần chấm dứt các chướng ngại, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, Mãn Từ Từ, các đại Bồ Tát từng giờ khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, từng lúc không để tâm phan duyên với cảnh khác, từng giờ không để tâm phan duyên với cảnh khác, từng lúc bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa tiếp nối thấm nhuần nơi tâm dần dần được viên mãn. Do tâm liên tục được viên mãn nên gọi là phát tâm đến trí nhất thiết. Tâm tương tục này không gián đoạn cho đến khi chứng đắc trí nhất thiết trí. Như bình chứa dầu bơ lâu ngày, như vậy hơi dầu thấm nhuần các bình, không nhiễm mùi của hơi khác bám vào. Đại Bồ Tát cũng vậy, khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, tâm không bị cảnh khác xen tạp. Do không xen tạp nên bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa huân tập viên mãn. Các quân ma ác muốn rình tìm lỗi chắc chắn không thể được. Vì sao? Mãn Từ Từ, vì nếu đối cảnh đây mà ma rình tìm lỗi thì các Bồ Tát liền khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, do đó ác ma chẳng làm gì được. Bồ Tát cũng vậy,
từng giờ ở lâu trong sanh tử, tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, từng lúc, dần dần phụng thờ nhiều vị Phật và các đệ tử, từng giờ, dần dần phụng thờ nhiều vị Phật và các đệ tử. Từng lúc nghe thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, từng giờ nghe thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, từng lúc siêng năng tinh tấn suy nghĩ đúng lý sự thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, từng giờ siêng năng tinh tấn suy nghĩ đúng lý sự thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, từng lúc siêng năng tinh tấn tu tập không điên đảo về sự thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, từng giờ siêng năng tinh tấn tu tập không điên đảo về sự thuyết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, từng lúc tương tục nơi tâm bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa dần dần được viên mãn, từng giờ tương tục nơi tâm bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa dần dần được viên mãn. Khi ấy dần dần thân cận trí nhất thiết trí, do đó mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Lại nữa, Mã Tử Tử, nếu các Bồ Tát muốn khuyến hóa hướng dẫn người khác thọ trì tịnh giới, các Bồ Tát này trước hết phải tự khởi tâm, tâm sở, tương ưng với tịnh giới, sau đó mới khuyến hóa hướng dẫn người khác thọ trì tịnh giới. Đã khuyến hóa hướng dẫn người khác thọ trì tịnh giới rồi, lại làm cho họ hồi hướng về trí nhất thiết trí. Bồ Tát như vậy là tự tu thiện căn, hồi hướng sự cầu trí nhất thiết trí, lại khuyến hóa hướng dẫn các hữu tình khác khỏi tâm thanh tịnh thọ trì tịnh giới. Thọ trì tịnh giới rồi, lại làm cho họ hồi hướng trí nhất thiết trí, mới có thể gọi là bậc thầy khéo léo giáo hóa các thiện nam thiện nữ vân vân. Nếu các Bồ Tát dạy dỗ giáo huấn bậc thanh văn thừa, khiến họ siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, hồi hướng cầu trí nhất thiết trí, thì các Bồ Tát này hơn bậc thanh văn thừa. Nếu bậc thanh văn mà dạy dỗ giáo huấn vị Bồ Tát thừa, khiến vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, hồi hướng cầu trí nhất thiết trí, thì bậc thanh văn này không hơn vị Bồ Tát, mà là Bồ Tát hơn vị kia. Như có người nam cõng người vàng ròng đi đến nước xa xôi khác, thì dung mạo ánh sáng người vàng này hơn người nam kia. Như vậy, giả sử có hàng hà sa số bậc thanh văn thừa dạy dỗ giáo huấn vị Bồ Tát thừa, làm cho vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, thì một vị Bồ Tát này hơn tất cả bậc thanh văn kia, lại cũng như người nam có người thủy tinh đến nước xa xôi khác. Dung mạo ánh sáng của người thủy tinh này hơn người nam kia, cũng vậy có hàng hà sa số thanh văn thừa ở ngàn đại thiên thế giới dạy dỗ giáo huấn vị Bồ Tát, làm cho vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, thì một vị Bồ Tát này hơn tất cả bậc thanh văn kia. Vì sao, Mã Tử Tử? Vì các bậc thanh văn từng giờ dạy dỗ giáo huấn một vị Bồ Tát, thì từng lúc, vị Bồ Tát này hơn hẳn tất cả bậc thanh văn. Giả sử trải qua hàng hà sa số kiếp, trụ ở bậc thanh văn dạy dỗ giáo huấn một vị Bồ Tát, làm cho vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, thì thiện căn công đức của một vị Bồ Tát này ngày đêm được tăng trưởng. Lại nữa, Mã Tử Tử, ví như vàng ròng, được tinh luyện nhiều lần thì màu sắc của nó ngày càng sáng, Bồ Tát cũng vậy. Từng giờ các chúng thanh văn dạy dỗ giáo huấn, làm cho vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Từng lúc tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát càng được trong sáng, từng giờ tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát càng được trong sáng, từng lúc công đức của Bồ Tát càng hơn công đức của tất cả thanh văn, bởi vì công đức của thanh văn chỉ hồi hướng niết bàn, không cầu hướng đến trí nhất thiết trí. Lại nữa, Mãn Tử Tử như ngọc lưu ly, từng giờ được người thợ mài giũa, từng lúc ánh sáng càng trong suốt. Bồ Tát cũng vậy,
từng giờ các chúng thanh văn dạy dỗ giáo huấn, khiến cho vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, từng lúc tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát được trong sáng, từng giờ tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát được trong sáng, từng lúc công đức của Bồ Tát càng hơn công đức của tất cả thanh văn thừa, bởi vì công đức của thanh văn chỉ hồi hướng niết bàn, không cầu hướng đến trí nhất thiết trí. Lại nữa, Mãn Từ Từ, như người họa sĩ giỏi dùng các màu vẽ hình người, trước tiên lấy một màu vẽ làm chuẩn, sau đó tô lấp nhiều màu khác lên, từng giờ dùng các màu dần dần tô lấp vào, từng lúc dung mạo hình sắc càng đẹp hơn họa sĩ kia gấp trăm ngàn lần. Bồ Tát cũng vậy, từng giờ các chúng thanh văn dạy dỗ giáo huấn, khiến cho vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, từng lúc tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát được trong sáng, từng giờ tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát được trong sáng, từng lúc công đức của Bồ Tát hơn công đức của tất cả thanh văn, bởi vì công đức của thanh văn chỉ hồi hướng niết bàn, không cầu hướng đến trí nhất thiết trí. Nhưng Bồ Tát này nhờ sự dạy dỗ giáo huấn của các thanh văn nên các công đức thiện căn của sự tu hành ngày đêm được tăng trưởng. Lại nữa, Mãn Từ Từ, như có người trồng cây, tùy lúc tưới bón chăm sóc sửa sang, từng giờ tưới bón chăm sóc sửa sang cây đó, từng lúc cây đó lớn nhanh, dần dần cao lớn. Bồ Tát cũng vậy, được vô lượng thanh văn dạy dỗ giáo huấn, làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Bồ Tát này từng giờ được vô lượng thanh văn dạy dỗ giáo huấn, làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, từng lúc tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát lần lượt được tăng trưởng. Từng giờ tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát lần lượt được tăng trưởng. Từng lúc Bồ Tát hơn hẳn tất cả thanh văn độc giác. Tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát càng được trong sáng, càng được hưng thạnh, dần dần thân cận với bổn nguyện cầu trí nhất thiết trí, bởi vì Bồ Tát này hơn hẳn thanh văn độc giác. Lại nữa, Mãn Từ Từ, ví như có người đem lửa nhỏ đốt cây cỏ khô, từng giờ lửa bén vào cây cỏ, từng lúc lửa dần dần bốc cháy lan rộng, từng giờ lửa dần dần bốc cháy lan rộng. Từng lúc ngọn lửa phát triển càng lớn, lần lần chiếu sáng nhiều do tuần, rồi đến hơn trăm, hơn ngàn, cho đến vô lượng do tuần. Bồ Tát cũng vậy, được vô lượng thanh văn dạy dỗ giáo huấn, làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Từng giờ Bồ Tát này được vô lượng thanh văn dạy dỗ giáo huấn, làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, từng lúc tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát dần dần được trong sáng hưng thạnh, từng giờ tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát dần dần được trong sáng hưng thạnh. Khi ấy, công đức của Bồ Tát hơn vô lượng công đức dạy dỗ giáo huấn của thanh văn thừa, bởi vì công đức của thanh văn chỉ hồi hướng niết bàn, không cầu hướng đến trí nhất thiết trí. Lại nữa, Mãn Từ Từ, ví như có người đào mỏ lấy vàng, lấy rồi đem bán, sẽ được giá trị quý hơn gấp trăm ngàn lần người bán kia. Bồ Tát cũng vậy, từng giờ được vô lượng thanh văn dạy dỗ giáo huấn, làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, từng lúc tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát hơn gấp trăm ngàn lần công đức của thanh văn kia. Vì công đức kia chỉ hồi hướng niết bàn, không cầu hướng đến trí nhất thiết trí. Tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát quyết định cầu trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Bấy giờ Mãn Từ Từ nói với Xá Lợi Tử, Bồ Tát thành tựu diệu pháp rộng lớn, nghĩa là các Bồ Tát được bậc thanh văn dạy dỗ giáo huấn, làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Các Bồ Tát này hơn bậc thanh văn thừa, nếu bậc thanh văn dạy dỗ giáo huấn vị Bồ Tát thừa,
làm cho siêng năng tu học tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, thì bậc thanh văn này không hơn vị Bồ Tát kia, chỉ có Bồ Tát hơn thanh văn kia. Xá Lợi Tử liền đáp với cụ thọ Mãn Từ Tử: đúng vậy, Bồ Tát thành tựu diệu pháp rộng lớn hơn hẳn độc giác và các thanh văn. Hết quyển thứ 584.